em đang ngồi cao múa nhạc. Gì vậy? Em đang mơ. Em đang ngồi cao múa nhạc, tự nhiên cái thấy thấy hình xuất hiện. Mà sao em thấy chị nói lẹ quá vậy? Em thấy chưa mà nhạc chưa dứt cái là chị. Trời ơi, tôi nói chậm cũng bị la, bây giờ bữa nay tôi nói nhanh tôi cũng bị la, tôi khổ quá quý vị. Chị đâu phải này, bữa nay đâu phải chỉ có một chuyện này đâu chị. Nếu mà chị nhớ lại đi từ sáng từ trưa tới giờ mà gần trước khi quay. Thôi, đó. Đừng có moi móc nữa. Được, biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Nhiều. Nhiều có những chuyện kể không được nhưng mà thôi. Chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Biết chị biết cái này là cái gì không? Bây giờ ăn wow. Cái này là điều cái này mơ là ước của tôi. Táo bi nha. Chị ăn biết ăn táo bi không? Táo đường nết. Táo đường nết thì chị ăn thử một cái đi, cắn thử một cái đi chị. Rồi, mua hộp rồi. Mời, cắn đi. Cái này ngọt hơn cái ngon gì? Lắm. Cái gì không đâu? Phải chị cắn thử một cái đi, nó không phải là vấn đề ngọt. Nó mềm giòn thấy chưa? Cái vỏ nó mềm, cái vỏ nó mỏng. Thấy chưa? Đúng là ngon. Chị Lan có rồi thì chị giữ này đi để chị Lan ăn cái khác. Nên bữa nay em tặng cho chị mấy chị thực vật thôi. Đây là cà na. Cà na chấm muối, cà na với chấm ruột nha. Cà na ngâm á hả? Cà na ngâm với chấm ruột ngâm. Ủa chấm ruột đâu đó? Ở dưới nè. Thấy chưa? À, ba trái chấm ruột. Có ba trái chấm ruột. Thôi ăn đỡ đi. Cảm ơn luôn. Đó. Đây là hàng đặc biệt em mua trong Phước Lộc Thọ. Ở Phước Lộc Thọ có cái anh đẩy xe anh bán quen. Ông đẩy ông đi ông bán mà ông giàu lắm, ông đi ông bán mà từng tiệm này tiệm kia. Dũng phải không? Tên Dũng. À, đúng rồi đó. Dũng bán trái cây mà chị biết không? Đó, ông bán. Rồi chị mua nó 20 năm nay có rồi đó. Uh-huh. Nó bán sầu riêng, nó bán nhôm chôm, nó mấy cái loại này nè. Đẩy xe đi mà chịu khó đi vòng vòng nhưng mà bán kinh khủng lắm á nha. Đâu nó lái xe van chứ. Lái xe van nhưng mà chịu khó là đẩy chứ. Vô chợ này chợ kia đẩy đó. Chịu khó vậy mới. Tự nhiên gặp quý vị biết không, ảnh bán ngộ lắm, ảnh không có ngồi một chỗ. Ngồi một chỗ mình có thể mình có ngày mình gặp, có ngày mình không gặp. Nhưng mà ổng đi vòng vòng á, bất cứ lúc nào gặp là mình mua. Xe trái cây lưu động mà. Xe trái cây lưu động á. Táo ngon không? Rất là ngon. Quý vị biết ngày hôm qua chúng tôi luôn làm gì không? Coi như là nấu một nồi cơm đậu xanh, bỏ thật nhiều đậu xanh vô nấu, tự nhiên nó ra giống như cơm xôi giò vậy đó. Đúng rồi, nhìn thấy giống như xôi giò vậy. Xong cái chúng tôi lưu đổ ra, xong rồi quý vị biết không? Lấy lạp xưởng, lấy trứng, lấy đồ ra làm một cái cơm chiên, mà lấy cái táo này nè, sắc nhỏ ra hụt lụ để độn vô thêm với cà rốt này kia với hành tây rồi đó để mình xào lên trước, xong cái mình bỏ cho mình cơm mình ăn nó cơm nó cơm chiên thì nó giòn giòn, nó mặn mặn. Nhưng mà cái cách làm cơm chiên học hay lắm nha quý vị. Cơm chiên muốn cho nó giòn nó ngon á là cơm mình phải đổ ra một cái thau bự, cơm mình làm ra một chỗ rộng rộng á, rồi mình nêm nước mắm, mình nêm bột nêm vô, không nêm nước mắm, nêm bột nêm, rồi mình nêm gia vị đó trước, mình trộn lên cho nó khô, nó trộn nó thấm, rồi khi mình chiên mình không có nêm cái gì nữa hết á. Khi mình chiên á là mình chỉ chiên cơm đó lên ít dầu mỡ rồi chiên xong lát khô, bỏ mấy cái đồ kia mình đã chuẩn bị sẵn, mình xào sẵn hay là luộc sẵn, rồi cái mình bỏ vô, lạp xưởng thì chiên sẵn, trứng cũng chiên cắt sẵn rồi đổ vô thôi, mà cái cơm nó giòn dễ sợ luôn á. Cơm chiên Dương Châu hả? Cơm chiên Dương Châu mà. Nhưng mà nói là nếu mà trên thế giới mà cơm chiên ngon nhất á là người Hoa. Đúng rồi. Người Hoa chiên cơm như là chiên cơm hết sảy. Họ đánh lửa. Yeah. Và họ cơm này đó là nếu quý vị muốn nấu cơm mà cơm cho nó ngon nữa đó là nấu, lúc mà nấu cơm á chị là bỏ nước cốt dừa vô pha với nước cốt dừa. Ngon vậy. Hoặc là nước dừa tươi. Để cho cơm đó nó thích. Cái hạt cơm nó thơm ngon lắm. Em chưa thử. Em tự vì cơm em có đậu xanh là cũng ngon. Thôi có nước cốt dừa thấy giống xôi hơn là đúng rồi. Nước cốt dừa chứ không phải là nước dừa. Thì nước cốt dừa. Nước cốt dừa đó nó ngán. Thôi vô tin đi chị. Cái bản tin này nè, vậy giờ nấu ăn đã qua. Có cái bà này nè, ở ngoài Nghệ An đó quý vị. Bà phải nói là bà rất là tuyệt vời luôn á. Bà có 3 cô con dâu. Mà bà rất là thương con dâu luôn. Cái cô con dâu út này của bà nè, thì chồng, tức là con trai của bà đó, chồng của cổ thì lại đi làm việc ở nước ngoài, rồi chắc là đi xuất khẩu lao động hay gì đó. Mẹ ruột của cô con dâu đó thì bị bệnh não, coi như là mấy lần đi mổ não, giờ giống như em bé vậy, không biết gì trơn luôn á. Thành ra là cái cô này mà bây giờ cổ đang sắp sửa sinh nữa. Đó là bà già chồng này nè, đi qua chăm cho cái bà thông gia đó, cái bà mà xui gia đó, rồi chăm sóc cho con dâu đẻ luôn, rồi coi như là chăm sóc mà không phải chăm sóc bình thường đâu nha, chăm sóc là coi như vừa chăm sóc cho cổ, vừa chăm sóc cho cái bà này là bà hai bà xui đó, cái bà xui mà bế ra là cái bà mẹ chồng, bế con á, bế cháu cho con dâu á,
Còn cái bà kia bây giờ giống như em bé vậy đó, kêu bà này bằng mẹ không à, mà coi như đòi bà này hoài à. Bà này mỗi ngày phải đi 40 cây số lái xe đi xuống dưới cái chỗ nhà của cái bà xui làm ruộng giùm cho nữa, tự nhiên có cái miếng đất ở dưới đó đó mà ở nhà đâu có ai trồng đâu. Ít được bà xui vậy luôn ha. Ủa sao bà không ở luôn nhà bà xui đi. Vườn rồi này kia, nhà bà cũng có công việc vậy em. Bà cũng phải đi hai chỗ bà làm, bởi vì mới nói là bà này là quá là còn trẻ mà luôn. Bà chắc chừng khoảng 50 hơn được. Em nghĩ chắc cỡ đó đó. Thì thành ra là coi như là hả, chăm sóc luôn cho cả bà xui luôn nữa. Bà xui là bây giờ là đâu có bà ăn chăm sóc một bà xui hay ba bà xui? Một bà xui thôi, bà xui này bị bệnh, bà xui này bị não, bị coi như mổ lần thứ ba rồi. À, con dâu bà đẻ, bà con, chăm sóc con dâu bà, cháu rồi. Nội bà rồi. Coi như chăm sóc cho chăm bà xui. Chăm sóc bà xui luôn là má của con dâu á. Mà coi như mấy cô con dâu khác nha, còn hai cô nữa thì cũng nói là bà này cũng chăm sóc mấy cổ như vậy luôn á. Thường mà không ha. Có chăm sóc nhiều thôi, nghĩa là mấy cổ ở nhà người cũng đâu ngủ mà tốt tới giờ dữ nào vậy ngủ trời. Không có cần mà phải ấy gì chứ, mới bả lo cho con được kia luôn, nghĩa là mình bả bao được, hết chuyện gia đình sẽ được phước báo. Em nói bà này giống như em nói thiệt á, chưa tiên, thấy bà tiên ừ. Thì đó, người ta nói là bà này như bà tiên bà bụt. Gia đình đó cũng lucky được gặp bà xui này đó chứ. Mà bà xui này kiếp trước bà mắc nợ dữ lắm. Cũng có thể kiếp thì đó thể. Bây giờ lo chăm kiếp này lên sóc cơm nước cho cái bà kia luôn. Như là kiếp trước bà mắc nợ bà này á. Chị tin cái chuyện có tiền kiếp đó nha. Bây giờ phải đạp xe 40 cây số mà để đi tới là coi như là hầu hạ. Không, chắc là đi xe gắn máy thôi, đạp xe làm sao 40 cây được em. Thưa quý vị, trường Westminster đó, học sinh ở trung học Westminster đó, họ đã được trồng dưa hấu và coi như là đi thu hoạch hàng ngàn trái dưa hấu để cung cấp cho ngân hàng thực phẩm của quận Cam. Hôm thứ Sáu tuần rồi đó thì hàng ngàn trái dưa hấu đã trồng ở phía sau trường, tức là trường Westminster đã trồng được phía sau trường Westminster High School đó, được trồng mà đến nỗi là hàng ngàn trái luôn đó chị. Các em đã con thu hoạch cháu nội chị học đây nè, chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 1.200 học sinh, là có nghĩa là 2.400 học sinh đi bộ ra cánh đồng The Giving Farm ở phía sau trường, nơi hàng ngàn trái dưa hấu đang chờ hái và bỏ những cái vỏ, những cái thùng lớn, và họ đem những cái, các em đem những trái dưa hấu đó rồi, và chỉ mất vài phút thôi là sạch sẽ rồi. Rồi mỗi em hái một trái thôi, một cái em cứ từng tự, 1.200 em cứ đi qua mỗi em bừng trái rồi dừng lại nhận phần thưởng nữa, là một trái dưa hấu được cắt ra sẵn, có mỗi em bưng trái dưa hấu được ăn miếng dưa hấu đó, cũng vui quá. Bên trường nó làm hay quá, em thích những cái Mỹ công nhận cái chương trình mà thiên nhiên giống như thế này, nó làm cho người ta là nông gia đó. Làm nông gia trồng trọt, chương trình giáo dục bên Mỹ là hết sảy. Còn đây là một cái bản tin này thì nói về y tế mà người ta cảnh giác á. Thí dụ như có nhiều người, cái này ở Lào Cai, chắc em nghĩ chắc là người cái chắc miền dân tộc hay gì đó. Anh chàng này trẻ lắm, cậu này có 20 tuổi thôi chị. Thì đi khám ở thành phố đó, thì chắc bị bệnh nhiều á, bị khám ở thành phố thì nói là cậu này là bị ung thư máu. Thì phải chữa trị, mà cậu này không có chịu chữa trị, đi về quê. Và coi như chữa theo kiểu miền quê, coi như là đắp thuốc đồ này kia lên trên bụng ha. Xong rồi đó, lấy hai cái chén hay cái tô gì đó không biết nữa, mà hơi nóng lên cái kiểu như dắt hơi vậy đó, cái úp lên trên đó rồi kèm với thuốc rồi này kia nọ, mà bây giờ cái bụng bị cháy, em thấy đen thùi lùi, cái hình bị cháy, mà người ta tiên lượng là cậu này sẽ bị mất mạng, tự vì cái bệnh ung thư máu mà bây giờ không chữa, mà chữa bậy chữa bạ, bây giờ cậu nước mũi xì ra là có máu luôn nữa. Thành ra là cậu này bây giờ là đang bị ấy, người ta muốn cảnh giác là mình không nên chữa chạy tầm bậy tầm bạ ở nhà. Thế mà có cái gì thì chắc chữa cũng cái có đó. Thể cậu này không có khả năng về tài chính, cũng có thể, nhưng mà điều cái ung thư máu thì nó ăn thua gì nó cái chuyện mà coi như là giác hơi hoặc là đắp thuốc rồi này kia nọ đâu. Người ta ở Việt Nam thì cái đó là trong máu, cái đó là coi như cái kiến thức kém. Cái là tin vô kiểu dị đoan á. Chị có bà chị hôm bữa chị kể đó, em có bà chị mà chị họ đó, là bà cũng vì ung thư máu, ở quên, bà bị ung thư vú, nhưng bà chữa tầm bậy tầm bạ cuối cùng cũng chết á. Cái chuyện cười cho Lan, bà kể chuyện buồn quá cho Lan. Chuyện cười là cái chàng thanh niên này hả, là đi bác sĩ, nói bác sĩ ơi sao tôi mấy bữa nay á, tim tôi nó đập mạnh quá bác sĩ, tôi nghĩ tôi đau tim quá. Cái bác sĩ đo tim, tại sao mà cái tim cậu yếu thế, đập nhanh thế. Cái ông này cũng nói chắc nhiều khi tôi đi câu cá đó bác sĩ. Nói câu cá là người relax lắm, là phải khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn lắm chứ đâu phải tim đập mạnh như anh đâu. Dạ không, tôi câu cá mà tôi câu trộm ao của hàng xóm.
hồi hộp. Hồi hộp quá bị mình tiêu. Trời, nhớ hồi nhỏ đó chị, em cũng cái cảm giác đó đó. Tối em hái mận của nhà hàng xóm để thòng. Hỏi chị là cái nhà xóm. Em ở nhà hàng xóm đối diện phải không? Cái mận nó dê qua cái lan can nhà em luôn. Nó đậu ngay đó luôn. Mà ban ngày đâu dám hái đâu. Chỉ có ban đêm hơi khuya bắt đầu ra hái ăn, ăn mà ăn trộm nó ngon thì thôi. Hái trộm nó ngon. Mà hồi xưa đó là mình không có cái luật bên Mỹ. Bên Mỹ là cái luật là cái cây dê qua nhà mình là của mình đúng không? Đúng rồi. Còn bên đất cây hàng xóm nó đưa lên cái lan can trên lầu nhà em, nó dâng hiến cho nhà em luôn mà không dám. Cái đó mình không có quyền hái. Bên này Việt Nam. Alo, cái đó mình hái được mà. Qua nhà mình mà. Nó qua nó, bên cái... mình Việt Nam mình đâu có cái luật đó vậy. Không có luật đó, tức là cái hẻm còn hẻm nhỏ thôi. Thì cái nhà đó đối diện, cái mận nó bự cái nó ra nó dê qua tới đó, cái rồi. Cành nó nhảy qua bên này luôn. À hả? Nói tới hái trái cây. Hồi xưa nhà chị hồi năm 68 69 gì đó là chị lúc mà chị về chị ở Gò Vấp với bà chị đó. Cái ở nhà nó mướn có một cái cây mận, trời ơi nó ngon, nhưng mà nó cao khỏi nóc nhà luôn, nhưng mà dưới đó là có cái hồ nước, em nhớ cái hồ nước bự từ bự xây để dành nước mưa uống không đó. Chị leo lên cái hồ nước, chị leo lên nóc nhà lấy chén bơ ớt nằm ăn, mà trái mận nó ngon, từ nhỏ lớn tới bây giờ chắc tới chết vẫn cũng chưa ăn được hả? Không phải chưa ăn được trái mận ngon vậy thì đó, bởi vì nó màu xanh em mà thì, nó ngon lắm. Chị biết không, em thì hồi sau 75 á, em lên nhà ông của em ở Phú Nhuận á, nhà ông giàu lắm, một cái biệt thự lắm, mà nhà kế bên cũng là cái biệt thự luôn, cũng là dân thứ xịn đó nha, dân thứ xịn. Thời trước 75 á, coi như là ổng thì đi Pháp đi đó rồi đưa nhà lại cho mấy đứa cháu người giữ xong, cái em qua bển, cái em leo lên sân thượng á, cái sân thượng đó nhà kế bên đó cây vú sữa nó to mà nó đắp lên cái sân thượng nhà này luôn. Đắp lên sân thượng, mình ngồi trên sân thượng mà chỉ biết một trái vú sữa to vậy nè, tím hay xanh, trái vú sữa tím. Mà tới bây giờ em ăn em vẫn nói chưa bao giờ thấy vú sữa nào ngon mà vú sữa đó. Thì em hái rồi đó, trái cây ngon quá. Nhưng mà chị đang ngồi trên cái bậc xi măng mà ngồi trên sân thượng rồi mà hái giống như là hái của nhà mình vậy. Hái xuống ăn liền á, trời ơi nó sướng. Em thì hái mà ăn liền á. Hồi đó em nhớ em đi Campuchia đó, thì coi như hái mà ngồi trên cây luôn ăn á, mà chùm ruột á, thì cái trái nào trái nấy nó to cỡ như trái chanh vậy đó. Mà nó rất là ngon luôn nha. Nó to mà nó chín mà đến nỗi mà nứt ra trơn. Cái gì? Cái chùm ruột á chị. Mà nó ngọt, thiệt là ngọt luôn vậy đó. Thôi để em quảng cáo ha. Bây giờ mời quý vị nghe. Các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chúng tôi với Trung tâm Thúy Nga và chị Mỹ Linh. Trung tâm Thúy Nga với sản phẩm đầu tiên là Sugar Ifucoden. Với hàm lượng Fucoden cao nhất hiện nay, dùng để tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết. Đặc biệt là giúp ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có hai dạng, dạng viên và dạng nước, 250 đồng một hộp thưa quý vị. Và sản phẩm thứ hai là Okinawa Corella Grill Nhật Bản Okinawa. Công dụng dùng để cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan, thận và máu, giúp đào thải các độc tố, kim loại, thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Chúng ta có thể dùng từ 10 cho đến 15 viên một ngày, 30 đồng một hộp thưa quý vị. Và thưa quý vị có thể gọi vào thuynga.shop.com hoặc là số phone đang hiện trên màn ảnh. Cũng với thuynga.shop.com này, quý vị có thể vào để mua vé ngay lập tức chương trình show diễn Thúy Nga Paris by Night 138. Anh ơi, anh coi kỹ coi, ở bên đó đã gửi cái poster qua rồi đó, không có poster là bà Marito lại la nữa. Có không? Chị có này đi gửi qua. Có rồi, gửi rồi. Anh làm nó edit cái bỏ vô. Hả? Nó edit cái bỏ vô. Bỏ vô sao hả? Thứ hai rồi, hồi nãy show trước đâu có edit gì đâu. Rồi, anh phải ghi mention vô nha. Và thưa quý vị, cũng ở trong thuynga.shop.com, quý vị có thể vào để mua vé ngay lập tức show nhạc Thúy Nga Paris by Night số 136, đặc biệt 138 thưa quý vị sẽ được tổ chức ở Pechanga Resort Casino vào ngày 23 và ngày 24 tháng 11 năm 2024 với hai suất khác ở mỗi ngày. Và thưa quý vị, đó là show 30 năm kỷ niệm Hoài Linh hoạt động sân khấu. Danh hài Hoài Linh sẽ góp mặt với rất là nhiều nghệ sĩ hài đến từ Việt Nam, và các ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga sẽ cống hiến cho quý vị một chương trình ca nhạc hài kịch rất là vui nhộn. Quý vị có thể mua vé ngay từ bây giờ, gọi vào thuynga.shop.com, vào thuynga.shop.com hoặc là gọi 714-894-5811. Một lần nữa, chương trình sẽ được tổ chức ở Pechanga Resort Casino vào ngày 23 và ngày 24 tháng 11 năm 2024. Bây giờ mời quý vị đến với DMG James Arizona với những sản phẩm đặc biệt. Và quý vị, giờ này thì chúng tôi luôn nghĩ rằng chiều hôm nay đó là 4 giờ chiều nay sau show này chúng tôi sẽ đi qua thẳng luôn
ở bên bên xô nhạc để góp tiền gây quỹ cho những người bị bão lụt ở miền Bắc. Nên quý vị, ngày hôm nay nếu quý vị theo dõi những chương trình này hoặc là quý vị xem cái chương trình hôm bữa thứ hai chúng tôi đã có nói đó, thì quý vị phải nhớ ủng hộ cho những người đồng bào bị bão lụt ở miền Bắc. Bây giờ chúng tôi lưu đến với DMG Arizona thưa quý vị, với hai sản phẩm quen thuộc. Sản phẩm đầu tiên là Mosana Arizona, sáng, đẹp và cứng như kim cương, có thể giác lên đến 340 giá kết, nên nó rất là bền vững và nó đẹp lắm. Và 500 đồng một carat, 1.200 carat, 2.400 carat, quý vị mua được bảo hiểm trọn đời và được tặng thêm một viên A5 đang thông dụng trên thị trường. Ngoài ra nó cũng có giá trị để đổi lấy một viên lab diamond mà chỉ bù một nửa số tiền của diamond mà thôi. Quý vị có thể gọi vào chúng tôi ở số điện thoại đang hiện trên màn ảnh, và quý vị thấy có những chiếc nhẫn rất là đẹp, vàng 18 kiểu dáng Italia với những cái viên ngọc đã cẩn trên cái nhẫn rồi, và giá từ 2.500 trở lên. Thưa quý vị, vàng đang lên nhưng giá nó vẫn chỉ là 2.500 trở lên, giống như là giá cũ thôi. Rồi quý vị có thể mua một chiếc thì được tặng một viên hoặc hai carat kim cương nhân tạo. Kim cương nhân tạo là kim cương được lập trong phòng thí nghiệm, được chế biến trong phòng thí nghiệm. 10% viên tốt nhất sẽ được giữ tại Hoa Kỳ để làm viên GIA Diamond rất là tuyệt vời. Còn những viên thấp, chất lượng thấp hơn thì được gửi qua Ấn Độ và trở thành Diamond Lab của Ấn Độ. Nếu quý vị mua Diamond Lab của Hoa Kỳ thì quý vị sẽ được bảo hiểm trọn đời. Và quý vị nhớ là nó vẫn ở nước DEF và chất lượng rất là cao và được giấy của GIA và IGI. Quý vị có thể liên lạc với DMG để mua những sản phẩm này và vào trang YouTube official của DMG, James Arizona YouTube official, để xem những cái chương trình talk show tặng quà thoải mái. Quý vị tại miền Nam California đến với Tân Tú Quỳnh để xem các chương trình, xem những cái viên Mosana Arizona đang được đặt tại đây. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thê Lê Yến, đặc biệt vẫn giảm giá cho quý khách hàng. Yến trắng 5 chỉ A hiệu Sống Vui 250g, giá thường là 720 đồng, sale còn 540 đồng, tặng đường sâm và một gói táo đỏ. Nếu mua 5 hộp thì mỗi hộp chỉ có 520 đồng, 5 phần quà tặng và một nồi điện để chưng yến. Nếu mua 10 hộp thì mỗi hộp chỉ có 510 đồng, vẫn có 10 phần quà tặng và tặng 2 nồi điện để chưng yến. Đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc qua thăm trang nhà Thê Lê Yến đất thầm. Thê Lê Yến, thương hiệu uy tín. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đến với MV Heart. Thưa quý vị, MV Heart là công ty sẽ giúp cho chúng ta có những sức khỏe. Đầu tiên là đến với quý vị về cái chai sụng cá mập. Thưa quý vị, sụng cá mập rất là đặc biệt, Shark Cadillac. Loại này đó 100 viên lận mà một chai chỉ có 45 đồng thôi, và mua 3 cũng được tặng 1, và mua trên 300 đồng được tặng một chai siêu đông trùng hạ thảo. Sụn vi cá mập sẽ giúp cho quý vị trong điều trị nhiều bệnh lý giống như là ung thư cũng dùng để rất là tốt, nhiễm HIV, bệnh xương khớp như viêm khớp, thoái hóa khớp, bệnh vẩy nến. Nó bảo vệ mắt và hỗ trợ điều trị tổn thương võng mạc, chữa lành vết thương rất nhanh chóng, viêm ruột, bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ đột quỵ, làm đẹp da, cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tập trung. Quý vị nhớ là mua 3 tặng 1 nhé, sụn cá mập. Ngoài ra sản phẩm của họ, một cái sản phẩm khác nữa đó là nhau thay cừu và tổ yến. Đây là một loại sản phẩm rất là đặc biệt, nó giúp cho quý vị, tế bào gốc của nhau thay cừu sẽ giúp cho quý vị giảm thâm nám, tàn nhang, cân bằng nội tiết tố, tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa. Và tăng công dụng của yến là tăng cường độ ẩm cho da, giảm nếp nhăn, chống lão hóa, giúp da bệnh màng săn chắc, cải thiện hệ hô hấp, giảm huyết áp, cải thiện chức năng tim, điều hòa lưu thông máu, bồi bổ cơ thể, chống suy nhược, giúp ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, giải tỏa căng thẳng, tăng cường trí nhớ. Những người lớn tuổi dùng loại này rất là tốt, và cả những người trẻ tuổi thì để cho giúp cho có một làn da đẹp hơn. 100 đồng một chai, 100 viên thưa quý vị, và mua 3 tặng 1 có nghĩa là 300 đồng được 4 chai, cộng thêm một chai siêu đông trùng hạ thảo nữa là 5 chai. Đó là một cái chương trình rất là đặc biệt của chúng tôi với những số phone đang hiện trên màn ảnh. Quý vị thấy số phone màu trắng là số phone để quý vị làm bán sỉ, tức là làm đại lý, và số phone màu đỏ là quý vị để mua lẻ. Những người mua xài có thể gọi cho chúng tôi hoặc vào website tuntuquynh.com. Một sản phẩm nữa của họ đang sale đó là Fucoden, rất là nhiều nha quý vị. Fucoden Mekabu của Okinawa và Fucoden đông trùng hạ thảo linh chi của Okinawa luôn, của Nhật Bản, đang sale 250 đồng, mua 1 tặng 1. Mua 1 tặng 1 quý vị phải gọi cho chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có linh chi đen và linh chi đỏ cũng rất là tốt. Linh chi thì quý vị biết rồi, nó sẽ hỗ trợ cho da, còn Fucoden thì nó, quý vị biết, cũng đã nghe giới thiệu nhiều về nó, ngăn ngừa di căn, để giúp cho ung thư rất là nhiều thưa quý vị. Đó là những loại mà chúng tôi xin giới thiệu với những số phone đang hiện trên màn ảnh nha quý vị. Ngoài ra thì M&M cũng là một sản phẩm rất là đặc biệt mà quý vị cũng cần nên biết. Bởi vì M&M đó là một cái loại dược thảo, nó phá vỡ cấu trúc của các tế bào thông thường để giúp cho chúng ta sống dài hơn, sống thọ hơn, sống khỏe hơn.
phụ nữ xinh đẹp trẻ trung dài lâu, người nam giới cũng vậy, và có năng lượng làm việc. Và với khi mà dùng Enderman thì cao đường, tiểu đường, cao máu huyết áp, tất cả những căn bệnh đó đều được thuyên giảm khi chúng ta dùng. Và quý vị nhớ những số phone đang hiện trên màn ảnh, và quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh của chúng tôi để mua những sản phẩm này với địa chỉ 9583 Bosa Avenue và hai số phone đang hiện trên màn ảnh, cũng như vào website Tân Tú Quỳnh và Thúy Nga Paris Canada cũng có những sản phẩm của MV Heart. Bây giờ là công ty của SK Nhật Bản, thưa quý vị. Thứ tư thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị những sản phẩm về tóc. Đầu tiên là bộ shampoo và conditioner của SK Nhật Bản, có thể giúp tóc của quý vị bóng mượt, giúp cho quý vị đàn ông và lẫn phụ nữ không có bị rụng tóc, không có bị hư tóc, không bị gãy tóc, không bị gầu. Bộ gồm có hai chai, chai shampoo và conditioner. Một loại thứ hai chúng tôi sẽ được giới thiệu đó là serum mọc tóc của SK Nhật Bản. Một hộp như vậy là một, chúng ta dùng 2 liều thì tóc sẽ mọc từ sau 3 tuần, 4 tuần tóc sẽ mọc ra rất là nhiều. Một lần phải xài 2 liều nha quý vị. Một sản phẩm nữa của họ đó là dầu gội đầu 3 trong 1. Dầu gội đầu 3 trong 1 đó có shampoo, conditioner và màu luôn, nên chúng ta không cần phải gội đầu sau khi nhuộm. Rất là dễ. Và đầu chị Mỹ Linh đó là màu blonde hair, blonde brown. Màu chúng tôi luôn là màu black natural. Và màu chị cho chị chia sẻ cái da đầu chị rất là khó chịu. Chị nhuộm cái gì cũng ngứa hết trơn á. Thằng con chị nó lấy cái loại mà nhuộm để cho đừng có bị ngứa đó. Mấy người bị dị ứng da đó cũng bị ngứa luôn. Cái cuối cùng chị được cái Take 5 của đại hàng đó, chị thấy ok, ngứa nhưng mà ngứa ít. Nhưng mà qua cái này nè, trời ơi, không sao hết, không có sao hết trơn á. Đúng rồi, em chị thấy cái da đầu nó nhẹ, thiệt là nhẹ luôn á nha Linh. Chị chia sẻ là cái đó là Trang Thanh Lan xài 2 tuần rồi, cái đây 2 tuần rồi. Màu dark brown đó. Mà em rất thích dark cái màu này của chị, tự nhiên lắm. Mà nó không có bị ngứa nha, nó rất là nhẹ cái da đầu mình. Mà mướt, tóc thiệt là mướt luôn. Cảm ơn chị Trang Thanh Lan đã chịu xài rồi. Có chỗ chị Trang Thanh Lan, chị Mỹ Linh được cung cấp SK miễn phí, thưa quý vị. Riêng chúng tôi luôn không được cung cấp miễn phí, nhưng mà hai chị được cung cấp miễn phí. Cuộc đời nó đen bạc vậy đó. Đừng than nữa luôn. Và thưa quý vị, một loại nữa đó là eyelash. Eyelash rất là đặc biệt nha quý vị. Eyelash sẽ giúp cho lông nheo nó mọc ra rất là nhanh. Lông nheo, quý vị bị cắt lông nheo hoặc là quý vị bị nối lông nheo đó, cắt lông nheo để nối đó, hoặc là bị rụng lông nheo, thì quý vị dùng cái này nó sẽ mọc lên nhanh lắm và mọc dài mà cong nữa. Đó, SK Nhật Bản. Và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại hiện trên màn ảnh anh Scott, thưa quý vị, với số điện thoại 714-272-1271. Chúng tôi đang cần đại lý thêm trên 50 tiểu bang với Huê Hồng Cao. Quý vị cứ liên lạc với chúng tôi. SK Envision có mặt tại tất cả các khu chợ tại miền Nam California. Tại Tân Tú Quỳnh, chúng tôi gửi đi khắp thế giới cho quý vị qua hệ thống bán lẻ và website tantuquinh.com, cũng như những số phone hiện trên màn ảnh. Đây là một cái bản tin cũng về khoa học tự nhiên quý vị ơi. Cái con cần cần đó, mình biết đó, qua nhiều cái phim ảnh rồi này kia nọ đó quý vị, là nó là một cái con vật mà nó ăn xác thối, và nó đó, nó đi tắm đó quý vị, tự vì nó không có sợ vi khuẩn rồi nằm ở trong cái xác thối rồi đâu. Tự vì nó đi tắm ở trong một cái gì, những cái dòng suối đó mà chỉ có nó tìm được thôi, trên những cái núi rồi đó chị. Còn... thì ở trong đó con cần cần thì ở trong cái những cái dòng suối đó đó bùn, mà nó có nhiều cái chất lưu huỳnh, có nhiều cái chất axit đồ này kia nọ đó mà mình không có kiếm lên trên đó được, thì nó tắm ở trong đó. Và nó cái bởi vì chị thấy cái màu lông của nó đó, nó có cái màu hung hung của cái màu giống như là màu lưu huỳnh, màu đất sình bùn, mà nó có những cái con này hay lên con này nè, chị thấy không, cái lông của nó đó thì nó cái đó là nó tránh được cái con, những cái con vi khuẩn mà nó nằm ở trong những cái xác thối đó. Và cái đặc biệt của nó nữa đó là trong cái bao tử của nó đó, nó có chất axit, cho nên là nó tiêu thụ cái thức ăn chính của nó đâu có phải là cái xác thối đâu, mà là xương. 85-90% là kêu bằng con kênh kênh đó phải không? Con kênh kênh đó. Thì 80-90% là nó ăn xương. Những khúc xương nào bự quá mà nó không có nuốt trọng được. Mà nó đã tắm trong sắt là sao? Nghĩa là trên núi đó, những cái vùng mà gọi là em không, con người mình không có đặt chân lên tới đó được, những cái vùng hoang sơ đó, thì nó có những cái dòng suối nước nóng, dòng suối mà bùn, sình bùn rồi trong đó. Mà cái con này đó là nó chuyên môn nó tắm ở trên đó không à. Những con này đặc biệt là nó lên trên đó, những cái vùng núi đó, vùng hoang vu đó, nó tắm trên đó để cho cái lông của nó đó, và nó nhuộm cái bùn đó với cái chất lưu huỳnh, cái chất những cái chất mà sắt
nó có nhiều cái chất sắt ở trong iron. Đó. Ừ. Còn kênh cờ này ghê lắm, quý vị cũng nhớ là câu chuyện là ở bên Nepal hay là ở vùng Ấn Độ mà ở vùng Tây Tạng này kia đó, thì có chương trình gọi là điểu tán á, có nghĩa là người mất đó thưa quý vị làm lễ xong hết rồi cái họ băm xác ra, đâu có cần băm đâu, thảy ra nó là nó tự động nó nhảy xuống, băm ra phải chặt xác ra để đó cho nó mới ăn. Chị theo chị thấy chị coi này, mấy cái clip á, để nguyên cái xác ngoài đúng cái mà cái con mạc này nè, nếu như mà xương đó mà cái bự quá đó nó ăn nó nuốt không được đó, tự vì trong bụng nó có axit mà chị, nó tiêu hóa được xương cho nên là nó sẽ đưa cái xương nó bay lên cao, nó thả xuống cái vùng nào mà có đá nhiều á để cho cái bể xương nó tan, nó bể ra thì nó mới ăn, nó nuốt luôn á chị. Trong bụng nó tiêu hóa được cái này nè, mà cái chính thức ăn chính của nó là xương chứ không phải là cái kia đâu. Ghê quá. Thưa quý vị, theo số liệu từ chính phủ Nhật Bản đó, thưa quý vị, thì cứ một năm á, thì có khoảng chừng 9.700 những người mà sinh viên, học sinh hay là tu nghiệp sinh lao động ở nước ngoài đã trốn lại Nhật Bản, thì cứ 9.700 người đó thì có khoảng chừng 694 người Campuchia, Trung Quốc thì có khoảng 816 người trốn, và Miến Điện là Myanmar đó có 1.765 người. Còn phần còn lại đó là 5.481 người Việt Nam đã trốn ở lại. Và người ta nói rằng Việt Nam là quốc gia du học sinh biến mất nhiều nhất tại Nhật Bản. Đó, và thưa quý vị biết không, họ đa số là các những người này nè, họ ở lại để họ đi làm chui, để họ lấy lương. Thì thường thường họ làm trong lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực nông nghiệp. Đó, ở Việt Nam đó coi như là chúng ta bây giờ nổi tiếng lắm. Và ngay cả nói chuyện về Việt Nam thì ngày hôm qua hôm kia chúng tôi luôn cũng đọc một cái tin nói là băng đảng tại Thái Lan đó mới bắt được một cái băng đảng tống tiền, bắt cóc tống tiền và lường gạt mà những người trên mạng ảo đó, xong rồi còn bắt cóc người ta tống tiền nữa mà đánh đập người ta như thời Trung Cổ, ghê đánh ghê lắm. Và cái băng đó thưa quý vị ở Việt Nam, ở Thái Lan và chính phủ Thái Lan, người cảnh gì? cảnh sát Thái Lan bắt được toàn bộ người Việt hết. Ôi chà. Hai anh em đó tên là Phạm Long, Phạm Loan vậy đó, có nghĩa là hai anh em đó điều hành cái đường dây đó, coi như là bắt cóc mà những người mà bị bắt đó là Thái Lan và là Đài Loan. Ôi trời. Đánh đập mấy người đó lấy tiền mà không biết họ lường gạt sao đó. Bắt được 13 người. Toàn là gồm nguyên bộ đội, tất cả người Việt Nam hết. Trời. Mà làm ăn tức là băng đảng qua Thái Lan. Chỉ thấy không, ở Việt Nam mình nó muốn nói một cái tin về mẹ bà trên Facebook cũng bị bắt bỏ tù đó, thở ra một cái gì cách đây không lâu lắm là có căn villa nào ở bên Thái Lan có bốn mấy người Việt Nam mà qua hạ độc chết trên bốn người, ví dụ đó hình như là trong khách sạn, trong khách sạn cái đó cũng chuyện có là Việt Nam mình qua bên Thái Lan ghê lắm. Cho nên còn đây là một cái anh chàng này cũng người Việt Nam nha, ở Tây Ninh nha, hay lắm quý vị, có rất là có khoa tai, là coi như là hả, anh chàng này bây giờ đó làm những cái con vật á chị, nhưng mà đều cho nó cử động được. Ví dụ như là anh chàng này làm con cò thì gắn cách nào đó không biết nữa, trên những cái làm bằng tre trúc không à, làm cái tất cả cái này bằng tre trúc rồi dán lấy keo rồi kia dán hay lại thì thành những cái con này con kia, nhưng mà để cho nó cử động được lưu biết không. Ví dụ như là nó làm như đặt cột lên dây này kia nữa gì làm như thế nào đó mà nhìn giống như là cử động được vậy đó, mà anh chàng này bây giờ có cả triệu view ở trên mấy cái trang mạng đó, là coi như là những cái trò chơi, những em cái, nhìn mà em còn muốn con mua này đó. Những cái con này rất là tự nhiên mà hoa tai lắm nha, làm đúng nhiều rồi. Con lắm, làm con nai rồi hoặc làm những cái con này con nọ, nó đánh nhau, nó có những cái động tác giống như là đánh nhau vậy đó, hoặc là chơi với nhau, trời sinh nó trời sinh nhiều người hoặc là hai con chim sĩ ngồi âu yếm với nhau vậy đó. Những người thợ bạc tự nhiên có những người thợ bạc họ làm giỏi, rồi những người thợ điêu khắc họ làm giỏi rồi ngộ lắm. Cái này chẳng hạn như cái cậu mà em rất là ái mộ, cái cậu Tinh Ly, cái cậu mà đánh đàn piano nhỏ xíu đó. Biết rồi. Cháu bé bây giờ cũng lớn cháu rồi. Cháu bé bây giờ cũng mười mấy tuổi trời rồi. Trời, chị cũng thương trời lắm. Mà nói là có như là nhìn yêu trời sinh ra là cái người là một người đầu thai lên để đánh đàn á. Đánh piano đánh hay. Trời rồi, mới có 3-4 tuổi trời đã lên đánh hay ghê. Rồi lên Đài Mỹ đánh rồi diễn mấy cái diễn mà mấy tài không đợi có tuổi. Phải là Na Thành Ly không? Không phải Na Thành Ly, tên là gì Ly đó, quên. Chị cũng quên, tự nhiên lâu quên tên à. Mà em cũng theo dõi trên Facebook hoài á, mà tự vì cậu nhỏ quá nên mình quên tên. Nhưng mà bây giờ lớn rồi. Lớn thì cũng là mới 12-13 tuổi à, 12-13 tuổi. Mà đánh đờ mà chị biết không, đánh bờ mà diễm xưa mà nó hay như người lớn vậy, mà còn phăng tùm lum tà la hết. Cái dưới giống như là một thiên tài mà từ một người đó họ sanh lại để họ thức dậy rồi họ nhập vô cái mà người thấy thương lắm. Hồi lúc còn nhỏ 3-4 tuổi đó quý vị,
chân thì ngồi đâu có tới cái bàn đạp đâu à, thành ra là hả, coi như là ngồi ở ngoài này thì trong trên, thành ra ở nhà phải kê sát vô gần cái đờn, cái tay thì nhỏ xíu, trời ơi mà sao đánh cái tiếng đờn có lực ghê. Cái thằng bé nào người Mỹ người gì không biết nữa, mà anh đánh trống á, không đánh trống á, đánh 6-700 lựa chuỗi nó báo chỗ thương dễ sợ luôn hả, chị may quá chừng luôn. Anh báo lần 6-7 trống luôn. Chuyện cười là ở trong tòa án á, thì ông luật sư ông mới hỏi chứ cô nói là người đàn ông đó hiếp dâm cô, mà cô dựa vào đâu mà cô nói người ta hiếp dâm cô? Dạ em dựa vô tường. Nếu mà cô biết người ta sẽ hiếp dâm cô phải có biện pháp gì cô chống đỡ với? Dạ có, em muốn thú người thai rồi. Ông luật sư nói bà nội, bà leo lên bàn cho tôi quỳ tôi lại bà ba lại luôn. Chưa, còn chuyện nữa thưa quý vị, cũng giống vậy luôn đó. Hình như là ông luật sư ông nói chứ, ông luật sư ông thở chứ, cô cao 1m mấy? Dạ em cao 1m rưỡi. Thằng kia cao 1m mấy? Dạ anh kia cao 1m8. Nói giờ cô đứng cô dựa vô tường rồi sao mà anh kia ảnh hiếp dâm cô được? Dạ thưa luật sư, dạ lúc đó em hết biết là lúc đó em bắt mấy cục gạch em đứng em niễn. Em bắt ghế luôn rồi, bắt ghế. Không, em bắt mấy cục gạch, trong đó là mấy cục gạch thôi. Em đứng trên mấy cục gạch. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Công ty Cancolato Food với sản phẩm đó là đông trùng hạ thảo đen. Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo đen có 3 loại, mỗi loại là 6 chai, mỗi chai 100ml để giúp cho quý vị một căn bệnh khác nhau. Đầu tiên là đông trùng hạ thảo đen số 1. Thưa quý vị, loại này sẽ giúp cho quý vị những người bị thiếu máu chóng mặt, những người bị thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, không có sức lực, v.v. Uống vào, thưa quý vị sẽ khỏe khoắn và hết mệt mỏi, cũng như là đứng lên hết say sẩm chóng mặt, thưa quý vị. Loại 1, loại 2 là loại dành cho những người bị yếu thận, yếu sinh lý. Uống vào sẽ được bổ thận một cách trực tiếp và đồng thời nó sẽ giúp cho quý vị ngăn quý vị hư tỳ, hư vị, hư phế. Giúp cho cả nam lẫn nữ tăng cường sức mạnh sinh lý, tăng cường sức mạnh của thận và tăng cường hạnh phúc gia đình. Loại số 3 là loại dành cho những người bị ung thư. Nếu chúng ta bị ung thư, có nhiều người không chịu đi xạ trị hóa trị là bởi vì sợ không đủ sức khỏe để có thể chống chọi lại những cơn xạ trị hóa trị. Thì quý vị cứ dùng cái loại số 3 này, quý vị sẽ có ăn được, ngủ được và có sức lực để chúng ta chống đỡ lại căn bệnh ung thư. Tất cả 3 loại đều có tại Tân Tú Quỳnh là nơi độc quyền phát hành cái sản phẩm này thưa quý vị. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một số loại trà của công ty Cancolado Food. Đó là trà BG là loại trà hot nhất của chúng tôi, sẽ giúp cho quý vị ổn định lượng đường trong máu, giúp cho giảm thiểu tiểu đường và thưa quý vị đó sẽ giúp quý vị từ 3 gói tới 12 gói, lượng đường sẽ xuống dưới mức an toàn để quý vị có thể sống được bình thường. Loại trà thứ hai là loại trà CH là loại trà dành cho những người bị mỡ trong máu, cần phải loại mỡ trong máu ra để tránh bị nguy cơ để nhồi máu cơ tim hay là nghẽn mạch máu não vân vân. Loại thứ ba thưa quý vị đó là loại trà EP dành cho những người đàn ông bị sưng tuyến tiền liệt, không đi đứng được và có thể tiểu rất là rón sót nữa, thì chúng ta dùng loại trà này nó sẽ rất là tốt và trở lại bình thường. Loại trà thứ tư thưa quý vị là trà MX dành cho phụ nữ, dành cho những người bị bệnh ở thời kỳ tiền mãn kinh, bị thâm nám tàn nhang, mặt mày và khó chịu, nóng nảy vân vân. Dùng loại trà này thì nhan sắc sẽ trở lại xinh đẹp và được hết tàn nhang này kia và còn hết luôn nóng nảy bực bội của cái tuổi tiền mãn kinh. Tất cả những loại này chúng tôi đều có tại Tân Tú Quỳnh với địa chỉ là 9583 Bonsa Avenue. Và quý vị có thể vào viếng trang nhà của chúng tôi tantuquynh.com hoặc gọi hai số điện thoại để quý vị có thể liên lạc để mua những sản phẩm này. Tại Việt Nam cũng có và tại Thiên Nga, Paris, Canada, quý vị cứ liên lạc với chúng tôi sẽ gửi đi qua tất cả cho quý vị. Bây giờ là tới công ty, tiếp theo là Liên Phạm gì? Trang Thái Lan giới thiệu công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà, chiêu sĩ và lẻ các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá một nắng, các loại mắm đủ các vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua tại tiệm. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, 714-453-7777, địa chỉ 10495 Bosa Avenue, Suite 105, Westminster, California, 92683, nằm trong khu Phở Thịnh và Hảo Vị BBQ. Liên Phạm kính mời, quý vị ơi.
Ồ, sao? Ta nói là lấy cá về ăn với lại cá cháu em nấu bữa rồi, thứ cháu hai trắng mình ghé, mình ghé lấy cá về ăn, về ăn với cháu quá trắng rồi, trời đất luôn quý vị ơi. Liên Phạm nhận kho và kho cá giùm chúng ta đấy quý vị. Em định nấu một nồi canh chua mà em phải dở cái YouTube rồi em học nấu canh chua cho nó ha. Bây giờ chỉ cần nấu nồi cơm nóng lên cái chùm lấy cá ra chị ăn cho nó ngon. Em nghe chị nói cháu trắng em khoái. Không thôi là mình nấu một nồi canh cháo lá dứa, canh khoai mỡ. Ăn canh khoai mỡ hả? Ăn canh khoai mỡ cũng ngon nữa. Quý vị ơi, Liên Phạm đó là có nhận EBT tức là Food Stamp, và quý vị nhớ vào liênphạm1.com, liênphạm1.com để quý vị ở tiểu bang xa đó vào viếng, và quý vị sẽ thấy rất là nhiều món của ngon vật lạ, khô cá sặc, khô cá dứa, khô cá gì cũng có hết, và cá tươi một nắng đồng thời và nhiều loại khác nữa. Chị Linh. Còn một tiệm nữa là Lan Anh Kitchen quý vị. Tiệm này ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đây tạm ngưng cái chương trình mà EBT đó quý vị. Tự vì là ở chính phủ làm lại cái thẻ EBT đó, cho nên là cổ tạm ngưng một thời gian. Khi nào làm lại thẻ mới thì cổ sẽ làm lại. Và ở đây bây giờ, hồi trước là họ không có nghỉ ngày nào hết, bây giờ thì họ nghỉ ngày thứ ba. Còn tất cả những ngày khác thì đều làm việc bình thường. Và ở đây có rất là nhiều những món ngon quý vị. Mì Quảng Phan Thiết hoặc là bánh canh tôm cua, hay lụa bún cá, bún riêu, hoặc là bún bò Huế nè, rồi bánh khọt, bánh xèo nè, rồi những cái loại cuốn như là nem tự cuốn nè, phở mì quảng nè, hoặc là những cái loại giống như là cái gì mà cuốn bánh... Nem nướng tự cuốn rồi chảo tôm, cái bên chả giò tôm cua, rồi thêm món hoặc là gà lên mắm, bò nướng lá lốt, đúng rồi, đang định nói đó mà và sắp sửa họ sẽ ra một cái món phở gà đặc biệt, trong tương lai sẽ ra cái món phở gà đặc biệt. Lưu Chung Tử Lưu cũng nói là phở đó ăn cũng được lắm phải được không? Được chứ. Bây giờ họ làm món phở gà đặc biệt luôn. Và ở đây cô này cổ có cái bằng về hạng nhất về nấu chè, cho nên cổ nấu những món tráng miệng rất là ngon quý vị. Và đồng thời đó cũng có những cái tray đồ ăn để cho mà mình mua, mình làm những cái bữa tiệc nho nhỏ 5-10 người gì đó quý vị, thì là có 7-8 món để cho mình lựa chọn, mình muốn như thế nào cũng được, để mình về nhà mình khỏi có phải nấu nướng mất công. Và ở đây nó có những cái món gỏi salad đồ cũng ngon lắm. Quý vị biết không, mở cửa, đóng cửa ngày thứ ba, mở cửa còn 6 ngày còn lại, từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, riêng chủ nhật là đóng cửa lúc 5 giờ chiều, quý vị nhớ nhé. Từ dưới đường Westminster đi lên hướng Beach, qua khỏi đường Beach tới đường Golden West, qua khỏi Golden West nhìn bên trái thấy Popeye, thì quý vị thấy nó nằm ở bên trái đó, vào ăn rất là ngon. Và chúng tôi luôn rất là mê bò lúc lắc, xà lách bò lúc lắc ở đây ăn với bánh mì cũng tuyệt vời lắm. Và mì Quảng Phan Thiết cũng rất là ngon nha quý vị, nhiều món ngon lắm. Nên mời quý vị đến với Lan Anh Food To Go từ thứ 2 cho tới thứ 7 đó. Cũng có cơm chỉ, tức là bán những cái món ăn, ngoại trừ thứ 3 đóng cửa thôi, cũng có những món ăn. Và thứ 6 tuần này đó thì Trung Tử Lưu sẽ mời các anh chị trong Việt Phê TV đó. Thường thường chúng tôi thu ca nhạc, chúng tôi có ăn đó thưa quý vị, thì sẽ ăn Lan Anh đã đang làm hai cái mâm nuôi xào bò mà kỳ trước chị Lan chị thích. Nuôi xào bò. Kỳ này sẽ làm hai cái mâm nuôi sò bò. Đó. Và thưa quý vị, nơi đây chưa có nhận EBT lại, quý vị cũng nhớ nhé. Bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến Việt Face More, thưa quý vị, với tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc. Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc được chiết xuất 100% từ lá của cây thông đỏ có tuổi thọ trên 100 năm. Tác dụng đánh tan mỡ máu, gan, nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm. Thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa, với giá 210 đồng một hộp, 210 đồng một hộp. Sản phẩm thứ hai là Probiotic Hygiene, thưa quý vị, Hygiene Probiotic của Hàn Quốc. Một hộp 150 Mỹ Kim, 150 Mỹ Kim giúp cho ngăn ngừa viêm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn ngừa tiêu chảy và không dung nạp đường lactose, giúp ngăn chặn chứng trào ngược axit từ dạ dày, thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, béo bụng, giảm cholesterol, ức chế tế bào gây ung thư dạ dày, trực tràng, bàng quang, tuyến tụy, giúp giảm dị ứng trong thân thể. Và cuối cùng đó, cái lớn nhất của nó là bổ đường tiêu hóa, giúp cho đường tiêu hóa của chúng ta được tốt, thưa quý vị. Một sản phẩm nữa thì quý vị cứ nhớ là những sản phẩm này quý vị có thể liên lạc với Việt facemore.net hoặc số phone đang hiện trên màn ảnh nhé. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến công ty My eShopping cũng thuộc Việt Facemore với sản phẩm đó là Collagen List Marine Premium Marine Collagen, gọi là Collagen List, collagen bột thưa quý vị, để quấy với nước uống. Đây là một loại collagen là thành phần quan trọng xây dựng nên các khối xương da, cơ gân, dây chằng hay tóc móng tay, nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Tuy nhiên, khả năng sản xuất collagen của cơ thể sẽ giảm dần theo tuổi tác.
và lần đầu tiên ra mắt trên thị trường thì Lisse Marine Collagen xuất xứ tại Pháp, chiết xuất 100% từ da cá tuyết được đánh bắt tự nhiên từ vùng biển Bắc Đại Tây Dương, công nghệ cao, bào chế độc quyền, giúp các phần tử collagen siêu thẩm thấu và hấp thu tốt nhất, mang lại những lợi ích giúp giảm lão hóa da, bảo vệ da làm móng và tóc chắc khỏe, giúp sụn xốp chắc khỏe, giúp cho hệ tiêu hóa cải thiện khối lượng cơ bắp, giúp xương gân khớp và dây chằng chắc khỏe, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ suy yếu động mạch, xơ vữa động mạch, với giá 85 đồng một hộp, mua 2 hộp được miễn cước phí trên khắp nước Mỹ, quý vị nhớ nhé. Rồi sản phẩm tiếp theo của My E Shopping nữa đó là bộ mỹ phẩm SRU rất là quen thuộc, với những sản phẩm như sau, được kết hợp nghiên cứu từ 30 năm của trường đại học Seoul Hàn Quốc. Bộ đầu tiên là bộ tế bào gốc nhau thai trẻ em, tức là cuốn rốn trẻ em, với 5-6 chai tế bào gốc nhau thay cuốn rốn trẻ em, cùng với trứng cá hồi, trái sung, trà xanh và cỏ hổ, giúp cho quý vị phục hồi tái tạo làn da, giúp màu da trắng sáng để nhìn trẻ trung hơn, xê khích lỗ chân lông, nâng kích cơ kích thích sản sinh collagen để giúp da săn chắc, giúp da giữ độ ẩm và căng mọng. Loại nữa đó là Deep In Night Cream, 65 đồng một hộp thưa quý vị. Đây là kem dưỡng da ban đêm, công nghệ lăn kim cà mặt bằng vỏ san hô rất là nhẹ nhàng, giúp cho da thẩm thấu kem vào da ngay lập tức và giữ ẩm cho da, truyền dinh dưỡng vào da trong lúc mình đang ngủ và giúp phục hồi da, tái tạo làn da. Một sản phẩm nữa cũng đáng chú ý đó là SRU Booster Serum. Đây là một chai toner 60 đồng xịt lên mặt để giúp tỏa sáng làn da, nhìn làn da trong suốt mượt mà, hỗ trợ khai thác tái tạo tế bào exosome, tăng cường collagen, giúp giữ ẩm cho da, giữ trang điểm mỹ phẩm trong ngày không bị nhờn da mặt. Và cuối cùng là chai Turn Up Cream Snow. Đây là chai kem dưỡng da ban ngày, giúp làn da trắng sáng hơn một bậc so với tông màu, dùng thay thế kem lót trước khi trang điểm, giúp chúng ta không cần dùng mỹ phẩm và make up nhiều quá. Tất cả những loại này đều có bán tại 3 địa điểm thưa quý vị đang nhìn thấy trên màn ảnh, là Thúy Nga Shop, rồi My E Shopping, cũng như là Việt Face Mall thưa quý vị. Chị Linh nuốt hộp cà na đi. Biết sao không? Lúc em đang quảng cáo cái hộp này nó ngon quá luôn rồi. Cái gì đó, cái gì đó. Chị ác lắm. Em đang đọc quảng cáo mà chị đưa lại cái mùi nó bốc lên luôn. Tao nói là nước miếng đó. Nước miếng là gần đọc sai lắm. Ngon quá ha. Ngon thiệt. Ngon lắm. Mai mốt chị hát em ngồi với em ăn chanh đó, em ăn quýt đó, ngồi mới ăn em chọc chị. Cái này đó, họ ngâm á, em thấy thích là vì sao chị biết không? Nó vẫn còn lại cái độ chua. Đúng rồi. Và cái độ chát vẫn đúng, còn đúng, luôn. Chứ em không thích mà nó ngọt ngay, em không thích. Cái vừa ăn dễ sợ luôn. Vừa ăn đã dễ sợ. Dạ. Cay vừa phải luôn. Và bây giờ là một cái tin về một cái mối tình này nè quý vị, một cái câu chuyện chứ không phải cái tin, một cái câu chuyện về cái mối tình của hai cái người này nè. Đúng là nhiều khi người ta không có tiền, nhưng mà điều á, người ta có những cái tình cảm nó gọi là bao la ghê luôn. Cái anh chàng này với cô này á, hai người cũng còn trẻ lắm, nhưng mà điều á, cô này bản thân á, là một người bị bại não. Bị bại não là coi như là không cử động được, phải ngồi trên xe lăn. Thì cuộc đời cổ thì cũng thôi, đâu có bao giờ nghĩ tới cái chuyện này đây. Cái tự nhiên á, cái anh chàng này gặp cái cô này, anh chàng này cứ tò mò. Nói chứ ủa, tại sao con người mà cứ ngồi trên xe lăn bị bại não như vậy rồi sống làm sao được trời. Cái làm quen, nói chuyện, rồi chơi, rồi kia nọ đó. Cái riết, rồi cái quen, rồi cái cảm tình thương mến nhau yêu luôn. Yêu người bại não luôn. Yêu cái người bại não luôn. Trời và ơi. Coi như là yêu cô này, gia đình của anh chàng này không chịu, nói là chứ hả, chắc là tội nghiệp cho nên mới làm như vậy, mất công rồi mới mốt rồi có gì. Anh nước nào lên, Ấn Độ hả? Không, cái này ở Trung Quốc. Trung Quốc quá à. Thì cái anh chàng này lên quốc tịch Trung Quốc mà. Thì cái anh chàng này nè, mới bàn với cô này, ở gia đình không cho lấy nhau, cho nên hai người trốn đi. Chị biết không? Wow. Hai người dắt nhau trốn đi. Bại não mà còn trốn. Dễ sợ không? Dễ sợ quá đi. Cũng mê ông này quá trời hả? Mà cô này cổ dùng cái chân cổ text đó nha, hẹn hò với nhau, dùng cái chân để mà text trên điện thoại đó. Hai cái tay không có đâu có xài được đâu chị. Thành ra ông này đó là phải lo hết tất cả cho cổ như một đứa trẻ con vậy đó. Đút cho cổ ăn rồi này kia hết luôn. Đó là tình yêu. Thì coi như là hai người dẫn nhau đi khoảng chừng nửa năm thì gia đình mới thấy là chắc hai người này chắc cũng ok, cũng ở được rồi. Tự vì nhiều khi người ta hỏi đó, những đài truyền hình người ta hỏi chứ, trời ơi, như cô này như vậy á, thì làm sao mà sống như vậy thì cực có lắm. Đẻ được không hả? Ai biết, người ta chưa tới đẻ mà, chưa tới lúc đẻ làm sao không mà phải, hỏi chắc em nghĩ không có sanh được đâu mới đây mà. Không phải bại não không sanh được là bị liệt vậy thì được cũng chứ. Có thể là không được, không ai biết được.
Thì bây giờ á, là cái coi như là hai người này đó sống mà anh chàng này phải thức dậy từ 2 giờ sáng để mà lo cho cô này hết xong rồi ha. Rồi mới bắt đầu á, kéo cái xe hàng đi và kéo cái xe của cổ đi nữa. Tại cổ phải ngồi trên xe chứ cổ đâu có làm gì được đâu. Thành ra anh chàng này cũng nợ đó, nhiều lần. Kiếp trước cũng nợ đó nha. Thì đài truyền hình nó hỏi là coi như là kiểu như cái kéo cái kiểu như vậy là cái kéo dài được hay không đó, tự vì nếu như mà cái này nếu như một thời gian nữa không yêu hay cái gì làm sao mà chăm sóc được kia được á. Thì nó hỏi trước kìa, thì ông này ông nói chứ khi mà mình đã chăm sóc, mình lo lắng cho một người nào đó thì chỉ có xuất phát từ tình yêu thôi, và cái chuyện đó nó không có làm cho người ta chán nản, nó không có làm cho người ta bị thối cái chí đi này kia nọ đó. Thì ông nói như vậy thì bây giờ người ta chỉ biết tới đó thôi. Còn chỉ biết là những người mà chăm sóc cho chồng cho con mà bị coi như là cô ma đó, hay là bị liệt giường, bị đứt mạch máu não này kia, phải ngồi xe lăn rồi đó. Họ chăm sóc quen mỗi ngày rồi đó, khi mà người đó đi mất rồi đó thì họ rất là bấp bênh, họ thấy cuộc đời của họ trống trải vô. Nhưng mà thật ra cái anh chàng này cũng không phải là mới đây đâu nha chị. Em nghĩ là chị nói đúng rồi đó, không có con 10 năm rồi. 10 năm rồi mà coi như là ổng. Vậy mà nãy bà nói chưa biết, chưa tới ngày. Mỹ Linh mà 10 năm mà chưa tới ngày. Ở nhau 10 năm luôn hả? Ừ. Ở nhau 10 năm. Nếu là tình yêu thì ông đã ở 20 năm, ông bị tù 20 năm hay 30 năm. Rất là kinh khủng, rất là quý nhưng mà cũng kinh khủng này đó, đâu phải là ai cũng làm được đâu. Không, cái này phải do yêu lắm, cực cũng lắm là luôn á. Một là một cái nợ luôn. Mà ông này ông khoái cô này biết gì không? Cô này lúc nào cũng nở cái nụ cười. Cô này rất lúc nào cũng rất là giống như gọi là cái gì đó. Happy. Ừ, không có tiêu cực, một người rất là tích cực, sống tích cực. Thương quá ha. Về ra đường em phải cười thêm chút xíu nữa. Cô này có nụ cười rất là tươi. Hả chị Lan, giờ em ra đường phải cười thêm chút xíu nữa. Em phải nở nụ cười. Em cười đủ rồi Lu ơi. Kỳ quá, em bắt em dốt thì tự nhiên tâm thần luôn. Con mắt em sợ bị đụng xe. Mỗi lần cười mắt híp lại trên. Mỗi lần cười mắt bình thường đã không thấy rồi. Thưa quý vị ơi, có một cái bản tin cho biết rằng cũng là một cái tin mừng cho những người gốc Việt làm ăn thành công tại Hoa Kỳ. Đó là cà phê của hãng Nguyên Coffee Supply đã vừa ký kết được hợp đồng với hãng Albertsons, tức là siêu thị Albertsons trên 400 tiệm trên khắp nước Mỹ để cung cấp cà phê đóng gói cho hơn 400 ngôi chợ này. Và cà phê thì hãng Albertsons thì đặt trụ sở tại Idaho đã nhờ công ty này cung ứng 3 loại cà phê nguyên hạt của Nguyên Coffee Supply là True Grit, và đây là cà phê Robusta 100% xuất xứ từ Việt Nam, và Mercy là loại cà phê Arabica cũng được trồng 100% tại Việt Nam, rồi Loyalty là pha trộn cả hai loại cà phê này. Và họ nói rằng cà phê Việt Nam đó thực sự khác biệt về hương vị và năng lượng. Là một người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên thì cái người chủ có sứ mệnh lan tỏa hương vị đến từ quê gia đất tổ, đồng thời nâng cao vị thế của nhà trồng nông cà phê tại Việt Nam. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cà phê Việt Nam tới nhiều người trên khắp nước Mỹ. Đó là Sarah Nguyễn, cô sáng lập tổng giám đốc của Nguyễn Cà Phê Supply cho biết. Và thưa quý vị, và đây là một cái điều rất là tốt, là bởi vì chúng tôi luôn sinh ra ở vùng đất trồng cà phê ở Di Linh Lâm Đồng đó thưa quý vị. Bây giờ những người Việt Nam ở Di Linh Lâm Đồng là cái cuộc sống, ngay cả người dân tộc nữa, họ có nhà có cửa, họ sống khá hơn nhờ cà phê mà xuất khẩu được. Đúng rồi. Nên có cà phê xuất khẩu thì đó là một điều là đáng mừng cho, nhất là trong cái quê hương của chúng tôi luôn, là coi như là mấy quý vị đó sẽ bán được thêm cà phê, bởi vì nhà cà phê, người người cà phê và sống lên nhờ cà phê. Nói cái vụ cà phê này, có biết là chủ nhật tuần vừa rồi đó, chủ nhật là có cái ngày cà phê đó, ngày cà phê là có nhiều chỗ nó cũng free rồi cho quà này kia nọ tới uống rồi này kia nọ. Cái ngày hạt cà phê ở trên nước Mỹ mình nè, cũng hay lắm á. Đến cái này là kỷ niệm ngày cà phê nè. Tức là ngày cà phê là họ tung ra đó. Và thưa quý vị biết không, tất cả các quán cà phê ở đây hả? Em nghĩ là vậy. Ngày đó, cà phê đó, các cái quán cà phê đó nó tùy thôi. Ngày 29 tháng này nè, ngày 2 chủ nhật qua rồi, chủ nhật mới qua rồi đó. Mới tới chủ nhật rồi đó. Thưa quý vị, thành lập tại New York năm 2018, thì Nguyên Cà Phê Supply đang cung ứng cà phê cho hơn 2.500 địa điểm bán lẻ tại Hoa Kỳ, gồm có Target, Sprouts Farmer Market, Whole Food Market, Kroger và ứng dụng giao hàng GoPuff. Đây là cũng là còn giao tới Úc, Pháp, Canada, Ái Nhĩ Lan, Singapore và Vương quốc Anh nữa. Rồi, này giao cái bên mình là cái bên này mình là chợ. Xin lỗi quý vị. Chợ Ba Sinh chút mình qua. Mình mới vừa nhắc Nguyên Supply, mới Nguyên Supply có đáng lẽ là Nguyên Supply phải ác xì sao mình ác xì ta. Bây giờ thì chúng tôi luôn sẽ cho chuyện tin nữa đi.
Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại cuối cùng đã bắt trời cho chương trình ngày hôm nay. Đó là hãng Hắc Nhân Sâm Well Crown với sâm bột, sâm nước và Hắc Nhân Sâm bột cao cốt của Trang Thành Lan. Xin chị Trang Thành Lan. Như Trang Thanh Lan cũng đã từng chia sẻ là Trang Thanh Lan rất là thích cái loại cao cốt của Trang Thanh Lan này quý vị. Quý vị chỉ cần sáng quý vị uống một muỗng cà phê nhỏ của cái hộp sâm này, cách chút xíu à, muỗng nhỏ thôi, bằng gỗ quý vị pha với nước hoặc là để trực tiếp vô trong miệng. Mình uống một ly nước ấm vô hoặc nước lạnh cũng được thì mình đã khỏe nguyên một ngày rồi. Da dẻ rồi lúc mình mạnh khỏe, nhất là mùa thu sắp tới nè, mùa cúm đã tới rồi quý vị ơi, nên uống cái này để mình giữ ấm trong cơ thể của mình không bị cúm, không bị cảm nha quý vị. Và thưa quý vị, Hắc Nhân Sâm này thì chúng tôi, tại sao quý vị phải dùng Hắc Nhân Sâm, là bởi vì Hắc Nhân Sâm giúp cho quý vị, những người cao máu, cao mỡ, chóng mặt đều dùng được, tức là đau tim đều dùng được, không có bị hại giống như hồng sâm và sâm trắng. Ngoài ra thì Hắc Nhân Sâm nó cũng giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, điều hòa tim mạch, điều hòa lượng đường trong máu, và đặc biệt là tăng cường trí nhớ cho những người kém trí nhớ, cũng như là nó tăng cường sức khỏe, tăng cường sinh lực là quan trọng nhất. Bởi nó tăng cường sinh lực ngay trong ngày luôn, trong lúc mình sau mình uống, chứ không cần phải đợi lâu thưa quý vị. Và ngoài Hắc Nhân Sâm bột, nước và cao cốt, chúng tôi còn có Hắc Nhân Sâm nguyên củ, đồng thời chúng tôi có Hắc Nhân Sâm đông trùng hạ thảo linh chi. Tất cả mua Hắc Nhân Sâm trong thời gian này quý vị đều được tặng quà rất là nhiều. Ngoài ra còn được tặng thêm cái chai siêu đông trùng hạ thảo, nên mua trên 300 đồng. Hộp sâm này là sâm Royal của chị Giao Linh hay dùng, quý vị đã uống rất là nhiều và ghiền. Thì mua một hộp sâm này quý vị cũng được tặng một hộp sâm lá tẩm mật ong trị giá 100 Mỹ Kim. Mua nhiều nữa thì được tặng một hộp sâm lá tẩm mật ong trị giá 150 Mỹ Kim. Và chúng tôi cũng có một loại sâm nữa, đó là sâm tiểu đường thưa quý vị, giúp very good luôn và bán rất là hot thưa quý vị. Ngoài sâm tiểu đường này đó, là uống mỗi ngày một gói sau buổi trưa thì quý vị sẽ được xuống đường trong máu mà nó còn khỏe mạnh nữa. Thì mua hai hộp 500 đồng quý vị cũng được tặng Hắc Nhân Sâm mà lát tẩm mật ong một hộp như thế này, và tặng thêm một chai siêu đông trùng hạ thảo. Quý vị phải gọi ngay vì sâm siêu đông trùng hạ thảo sắp hết rồi thưa quý vị. Chúng tôi cũng còn một số ít mà thôi. Rồi ngoài ra thì thưa quý vị, ngoài cái Hắc Nhân Sâm ra, chúng tôi cũng còn có cà phê sâm. Cà phê sâm chúng tôi chỉ còn cái hộp thôi, từ mấy chị thì dùng gần hết rồi thưa quý vị. Một hộp 20 gói mà uống rất là ngon, tuyệt vời luôn, ai uống rồi cũng khen hết, và rất là dễ uống, thơm nữa, và nó giống như là cà phê sữa. Thơm cà phê, thơm sâm mà béo nữa. Nó hay nhất là nó làm béo sẵn rồi đó. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng còn nhiều loại sâm khác nữa, như sâm nam dành cho đàn ông, sẽ giúp cho người đàn ông mạnh mẽ về sinh lý thưa quý vị. Hãng sâm nam, một cái hộp như thế này 300 Mỹ Kim, và những người đã mua rồi thì rất là thích. Đây là sâm nam, bên trong đó có một cái hũ sành sứ 300 gram. Đó là những loại Hắc Nhân Sâm chúng tôi có. Bây giờ thì chúng tôi xin bước qua phần giới thiệu của Tân Tú Quỳnh trong ngày hôm nay. Tân Tú Quỳnh xin giới thiệu, vẫn tiếp tục giới thiệu đến quý vị. Một lần nữa chúng tôi luôn nhắc là chúng tôi mới nhập về một rất là nhiều lạp xưởng con đại bàng đen nha quý vị. Quý vị mua mà có những quý vị đã mua từng lần là 5 gói, 10 gói, 15 gói, 20 gói. Ăn rất là ngon và rất là thoải mái. Kêu là lạp xưởng collagen rất là ít mỡ, con đại bàng đen lạp tại Hoa Kỳ. Còn cái này là An Ngư Hoàng Cung collagen à? Ngộ vậy? Lạp xưởng collagen nó ít mỡ lắm. Rồi cái đây là thưa quý vị, đây là An Ngư Hoàng Cung bác sĩ đội nón. Chúng tôi bác sĩ không đội nón, chúng tôi đang chưa có nên chúng tôi không có quảng cáo. Và bác sĩ đội nón này để giúp cho quý vị ngăn ngừa đột quỵ, giúp cho ổn định sau đột quỵ, giúp cho quý vị chữa trị đột quỵ, và giúp cho quý vị những người bị tái, không có tái phạm đột quỵ nữa, và nhức đầu chóng mặt, bị nghẹt đường tim đập rồi coi như là lên máu, cao máu, chúng ta có những chuyện bực dọc trong người mà nóng nảy đó thưa quý vị, chúng ta dùng cái này nó hay lắm, và rối loạn tiền đình nữa. Một hộp như vậy là 275 Mỹ Kim quý vị nhớ, bác sĩ có đội nón tuyệt vời, chúng tôi đã giúp cho rất là nhiều người. Cô Huệ đó là ở đây đó, của chồng cổ đã bị thưa quý vị, và dùng một viên này, ổng bị stroke và khi không có nói được, ổng dùng một viên này ổng nói được, và sau 5 ngày ổng dùng 5 viên thì ổng đã hồi phục rất là nhiều, và nhiều người đã mua những sản phẩm này để gửi về Việt Nam, rất là người Việt Nam thích, rất là thích dùng cái loại này. Và chúng tôi đã gửi về rất nhiều ở Việt Nam nha quý vị. Rồi xin giới thiệu đến quý vị trầm hương, chúng tôi rất là ít giới thiệu, nhưng mà ở ngoài tiệm có rất là nhiều vòng trầm hương giá từ 200 đồng cho tới 1.000 đồng. Nó có vàng hay không có vàng nữa, đây là trầm hương thiệt. Quý vị đeo vào nó vừa tâm linh, vừa để có những người đọc kinh Phật, kinh Chúa để lần tràn hạt, hoặc là đeo vào để cho chúng ta relax thoải mái. Và thưa quý vị, nếu mà trầm hương này mà giả thì chúng tôi sẽ đền gấp 3 lần. Thơm lắm quý vị nhé. Ơi. Rồi, đến với chúng tôi nữa là một loại dược thảo mà hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục giới thiệu đến quý vị lần nữa. Đó là
một loại mặt nạ bằng rau má. Thưa quý vị, rau má được trồng riêng biệt bằng một phương pháp đặc biệt để làm ra những cái collagen rau má, kêu là Mass Magic Collagen, thưa quý vị. Và cái loại này quý vị thấy, chúng ta mỗi lần đi chơi xa hay là mỗi lần đi ăn đám tiệc hoặc là muốn dưỡng da thì một tuần một lần, còn mỗi lần đi ăn tiệc thì chúng ta dùng một lần một hộp như này, có 5 miếng như vậy. Trước hết chúng ta dán lên mặt, sau đó chúng ta lột ra như thế này và chúng ta xịt vào một cái chai Oil Mist. Cái chai Oil Mist này đó, nó có tác dụng rất là tốt. Nó sẽ tạo ra cho quý vị, nó nuôi dưỡng các vitamin kết hợp cùng Mass Magic Collagen, giúp mang lại làn da rạng rỡ mềm mại. Và khi chúng ta xịt cái chất này lên đó, thì nó mau chóng nó tan vào cái mặt luôn. Và trong mặt của chúng ta có một lớp collagen đã thấm vào máu, làm cho da chúng ta căng ra đẹp. Đây là một loại mà giúp tan chảy vào da dễ dàng, mang lại làn da đàn hồi sáng bóng mịn màng, không có màng độn hoặc phụ da. Và đây là một cái collagen điện đan có kích thước nhỏ hơn lỗ chân lông 40 lần để hấp thu tối đa chất dinh dưỡng cho da, và an toàn cho phụ nữ có thai cũng dùng được. Chúng ta mỗi tuần dùng một lần nghe quý vị, hoặc là chúng ta dùng đi tiệc cưới vân vân, xịt nước vô. Một cái chai mà quý vị nhìn trên tay chúng tôi lưu đó, một cái hộp mặt nạ đó nó có 5 miếng, nhưng mà một cái chai này á có thể dùng được tới 50, tức là 250 miếng này mới hết một cái chai này. 250 cái mặt nạ mới hết một cái này. Nên quý vị có thể mua một cái chai này. Cái này 100 Mỹ Kim và cái này 65 Mỹ Kim, thưa quý vị. Một bộ 165, nhưng mà quý vị có thể mua cái này nhiều và sau đó không cần mua cái này nữa. Cái chai Oil Mist rất là tuyệt vời của Hàn Quốc. Xin giới thiệu đến quý vị, đây là sản phẩm mà phải nói là rất là độc đáo. Một sản phẩm nữa cũng xin giới thiệu đến quý vị, đó là collagen cá hồi, thưa quý vị. Collagen cá hồi, bởi vì đây là những sản phẩm mới nên chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn. Sản phẩm collagen cá hồi này và blueberry, hồi đó chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị một sản phẩm cá hồi rất là tốt, cái hộp màu đỏ, bây giờ chúng ta có hộp màu trắng. Hộp này chỉ có 175 đồng mà thôi, 175 đồng thay vì hộp trước là 275 đồng, thưa quý vị. Collagen cá hồi này nó giúp cho quý vị một cái một sản phẩm độc đáo để với công nghệ cao của Hàn Quốc, để cho quý vị có một sự bổ sung collagen mạnh mẽ vào thẳng trong cơ thể với nhiều vitamin da cá hồi trái berry, làm quý vị có làn da rạng rỡ từ trong ra ngoài, tạo nên một hàng rào bảo vệ da, tăng cường sự hấp thu sinh học, dưỡng ẩm cho da, bổ tóc, móng tay, móng chân, tăng cường tức collagen cho khớp xương sụn gân dây chằng, bổ khuyết tái tạo cho chúng ta collagen trong cơ thể những người đã lớn tuổi, và thơm ngọt dễ uống, hoàn toàn thiên nhiên. Một hộp là 169 đồng 99 chứ không phải 175, chúng tôi lưu lộn 169 đồng 99, thưa quý vị. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi nhé. Đây là những sản phẩm rất là đặc biệt, collagen cá hồi uống ngọt thơm, thưa quý vị. Và tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm ngày hôm nay, thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị vẫn tiếp tục sản phẩm là son môi. Cái này là 5 chai 140 đồng, đang sale 40 đồng cho quý vị nhé. Son môi không phai của hãng Lipson của Mỹ, 28 đồng một cây, nhưng mà bây giờ chúng tôi đang bán là 40 đồng 5 cây với 4 màu và một chai son bóng khác nhau, không phai, rất là tuyệt vời. Rồi, quý vị cũng thấy rằng một sản phẩm chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị viên trắng da L-glutathione. Đây là một loại rất là đặc biệt nha quý vị. Quý vị tại miền Nam California thì chắc rành cái này, đã từng bán trên TV của nhiều đài rất là nhiều. Một hộp 30 viên 75 đồng, nhưng mà cái này là 60 viên chỉ có 90 đồng mà thôi. Tức là chỉ thêm 15 đồng, nhưng mà cái tác dụng nó rất là tốt. Mỗi ngày chúng ta chỉ dùng một viên mà thôi, làm sáng da và giảm nám, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp đối phó với các bệnh trầm cảm và lo âu, hỗ trợ cho miễn hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe của gan, chống lão hóa và bảo vệ tế bào. Đồng thời, người đàn ông dùng loại này thì nó lại hỗ trợ sức khỏe, chất lượng của tinh trùng. Đó, thưa quý vị, những loại này rất là hay, và L-glutathione đó, cái chính của nó là làm trắng da rất là tuyệt vời. Một hộp như vậy, thưa quý vị, là một hộp chỉ có 90 Mỹ Kim với 60 viên. Một hộp 90 viên với 60 viên là loại này. Rồi, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị L-88 để giúp cho quý vị bổ phổi giúp cho chúng ta có một bộ phổi thông thoáng, khỏe mạnh để chống đỡ với các loại virus xâm nhập trong cơ thể chúng ta. Mùa thu đến và mùa đông đã sắp đến rồi, chúng ta phải rất cần cái phổi này uống mỗi ngày, thưa quý vị. Đồng thời chúng tôi cũng có S88 là loại để stomach, để bồi bổ, support cho cái đường tiêu hóa, đường bao tử của chúng ta bị đau dạ dày, vân vân. Thì chúng ta có S88. Rồi nếu quý vị mà có bị những cái khác nữa, như D88, thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị hỗ trợ về các bệnh tiểu đường, để giúp cho quý vị giữ được lượng đường trong máu và giúp điều chỉnh insulin, chất glucose trong máu rất là đàng hoàng, thưa quý vị. Và đây là tất cả những loại thiên nhiên, tất cả đều sản xuất tại Hoa Kỳ và có giấy hết.
có FDA chứng nhận thưa quý vị, rất là tuyệt vời. D88 cũng cùng hãng với D88. Và K88 là một loại, K88 Plus Support là một loại bổ thận để giúp cho quý vị có một bộ thận bổ hơn. Và đồng thời chúng tôi cũng có một loại gọi là Colon thưa quý vị, chai Colon đó. Chai Colon nó sẽ giúp cho quý vị về đường ruột. Quý vị, những người bị khó đi ngoài đó, chúng ta dùng cái Colon để có thể đi tẩy độc trong cơ thể. Nó Colon Complex Detox, tẩy độc trong cơ thể và giúp cho quý vị, những người lớn tuổi có thể ngăn ngừa được bệnh trĩ cũng như bệnh ung thư ruột già thưa quý vị. Mà chúng ta thấy là uống cái này đi ngoài dễ, mềm phân mà không có phải là tiêu chảy, rất là tuyệt vời nha quý vị. Rồi chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị bộ, cái bộ mà ngoài cái những cái chai mà dừa leo, chúng tôi cũng mới nhập về hàng trăm chai dừa leo nha quý vị. Bởi vì quý vị mua một lần có người 20 chai, có người mua 40 chai gửi về Việt Nam. Bởi vì chúng tôi có một cái case rất là đặc biệt, một người ở Việt Nam, người lỡ hết vảy nến, hết từ nhỏ tới lớn, lỡ coi như là tối ngủ là ngủ không được luôn, tự phải gãi mà người lỡ hết luôn. Và anh đã dùng cái chai mà vậy nữa, cái chai dừa leo của chúng tôi về sức đó, thì anh sức và anh uống thêm trà của chúng tôi là trà NI, thì anh đã đỡ ngứa rất là nhiều và người nhà vẫn phải gửi về. Đây là hộp này nha quý vị. Cái hộp dừa leo này nè, tuyệt vời luôn. Và anh sức lên thì anh, cái việc cái tưởng tượng cái đời sống của một người tưởng là bỏ đi mà sống coi như là kinh khủng lắm đó, mà họ bây giờ họ thay đổi luôn. Còn cái chai mà cái chai này thì quý vị cũng biết rồi, cái chai Life Speed này nè, rất là tuyệt vời cho chúng ta, giúp cho nắp đỏ thần kỳ, giúp cho bổ máu huyết lưu thông đầy đủ nha quý vị. Nó giúp cho chúng ta nhiều thứ về đường đưa oxy lên não rồi cho chúng ta dễ thở, cho những người cao máu cao mỡ chống được đột quỵ và chống được những cơn đau và ngủ thật là ngon. Cuối cùng là chai SD thần kỳ thưa quý vị. SD thần kỳ thì một mỏ một giọt trong đây, chúng tôi rất là bền bỉ là bởi vì đây là gọi là linh dược, coi như là bữa bối, bỏ lên đây một giọt, xong rồi trà lên đây một giọt nữa. 800% của tuyến nội tiết tố của người 20 tuổi trong cơ thể vào chúng ta, giúp cho quý vị ngủ ngon, an thần, giúp cho quý vị trẻ trung, quý vị có tăng lượng, giúp cho quý vị hết đau chân, đau tay, hết bị dọc bẻ, hết đau vai, hết bị mắc giật, hết bị loãng xương, hết bị gao và rất là nhiều cái chứng khác trong cơ thể. Có nhiều người đó, ổn định lượng đường vân vân, rất là nhiều thứ tùy theo cơ phận của mỗi người thưa quý vị. Chúng tôi đang có chương trình mua 2-3-4 chai với giá đặc biệt. Xin mời quý vị gọi vào cho Tân Tú Quỳnh ở số điện thoại 714-612-7309 và 714-548-8432. Đó là số phone mới nữa. Và chúng tôi có website tantuquynh.com. Cũng như mời quý vị đến với cô Vân tại Việt Nam có đầy đủ tất cả các sản phẩm. Và Thúy Nga Paris Canada cũng có sản phẩm của Tân Tú Quỳnh. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn quý vị gặp lại vào trong thứ 6 tuần này với một chương trình ca nhạc như thường lệ. Xin chào tạm biệt. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.